Các bạn thân mến, thì hôm nay là 22 tháng 11, cuối tuần. Thì về thì lại chia sẻ mấy cái cây này. Thì hôm nay cũng có mấy cái đây, như một cái hoàng lạp và một cái là cái này hoàng phi hạc và cái này là hoàng lạp. Thì bắt đầu nó cũng tối rồi, thì tôi bật cả đèn đèn sáng ở đây. Thì đấy, thì hôm nay thì một khúc nguyên bản này, thì cái khúc này thì tôi cũng ấy là của Chimurai, thì 300.000. Vì nhiều bạn hỏi nguyên bản thì cái này nó rất chắc của đây này, đấy nó bám rất chắc của cái cục gỗ này. Thì cục này thì người ta chặt cũng lâu lâu rồi, thì đấy nó nguyên bản nhưng rất chắc của đây. Cái thân của nó là rất là nhỏ thôi, nó được khoảng 1 gang. Đấy, lá thì nó dập rừng trước cái dập này, mấy thân nhỏ nhỏ nhưng thân nó rất xanh các bạn. Đấy, thì cái này là 300.000, còn không thì vẫn treo thôi. Đấy, các bạn nhìn các cái mặt của nó đấy. Thì có lần quay buổi tối thì có bạn bảo là hay cây nó xấu quá mà quay buổi tối, thì dạo này nó trời nó tối sớm thì tôi về nó tối thì tôi quay về này cũng không muốn xách vào trong nhà. Thì bật cái đèn lên đấy nó sáng, thì các bạn nhìn đấy thì nó được 20 phân, như thân nó rất nhỏ nha các bạn chú ý này. Không nhiều bạn mà nhận đấy, cái dòng này của Chimurai, cái này của Chimurai thì thân nó nhỏ nhưng mà đấy lá tre rất dài. Các bạn thấy phần trên đầu nó cũng nổ, thì nó này bây giờ về cái này đúng chỉ cần buộc cái bịch phân vào đây là treo lên là nó ấy thôi, còn rễ của nó vẫn bám rất chắc vào đây. Đấy, cái này là 300.000. Sang cái hình hai thì mùa này bắt đầu nó xuống lá rồi. Hình hai thì cây này nó vẫn còn lá thắt ngọn này, và cái lá này nó bị nào nó vàng này. Cái này thân nó cũng xanh này các bạn. Đấy, cái này là hình tôi ghi hình 2 là 350.000, thì cũng giá rất hữu nghị đấy. Cái này nó có một cái kiến ở đây này, kiến nó thân nổ, các bạn thấy nổ chưa? Đấy, còn đây là các cái thân nó gãy thì tôi vẫn để nguyên si đây nhé các bạn nhé. Đây này, thân nó gãy này thì nó dài dài, người ta bẻ gập nó gãy vào đây. Còn cái này nó được hai cái thân tơ của nó dài này. Đấy, nó cũng dài. Cái này nó dài xong rồi các bạn này, 1 gang này, 2 gang, nó gần 3 gang. Gần 3 gang chắc nó phải khoảng 50 cm. Cái này nó cũng dạng nó bám lên một cái dây gì đấy. Đấy, thân nó gãy. Đấy, thân của nó thế, lá thế. Nó có một cái kiến này nữa. Đấy, các thân cũ thân già của nó đấy thì các bạn nhìn. Chứ bây giờ mô tả thì cũng chả biết được nào mà mô tả. Đấy, thì cái này khoảng 50 cm là 350.000. Cái này thì nó rụng hết lá này. Như thân bằng đấy, thân của nó thì tôi cũng mô tả cái này nó được 2 4, nhưng mà thân nó cũng rất nổ. Đây hình như cái mầm tơ của nó đây. Nó thắt ngọn không đẹp lắm vì nó chắc là người ta nhổ ấy mà nó rụng hết lá này. Đấy, còn cái thân tơ của nó đây. Đấy, các cái mầm cái nước thì nó đấy thì tôi cũng không rành lắm nhưng mà tôi quay rõ đấy để cho các bạn nhìn. Đấy, thì cái này cái thân tơ của nó này nó chỉ được khoảng 2 gang, còn nó mấy cái thân lòng ngoằng đây này. Những cái này sâu sâu gãy này, còn mấy cái này là khô này. Đấy, hình này thì cũng 350.000. Đấy, nó dính cái gì đây, vỏ cây vỏ gốc đây. Đấy, hình hình số 3 này là 350.000, cũng của Chimurai. Sang cái hình 4 này thì thân nó to nó dài hơn. Đấy, cái này nó còn mấy cái lá trên đây này, nhưng mà cái ngọn này nó bị sâu trước hay bị nào nó quắt rồi. Lá này dòng lá tre rất nhỏ nha các bạn này, lá tre nhỏ như dày đấy các bạn nhìn này.
thân thì đen xì, còn cái thân cũ này thì nó đỏ đỏ này. Ở đây là gãy này, nó gãy hết những cái thân này, nó người ta vận chuyển nó gãy này. Đấy, còn cái thân tơ của nó đây, còn cái thân hình như thân năm ngoái này thì các bạn nhìn đốt nó ngắn hoặc rất sai hoa này. Như cây này hình như nó thắt ngọn cũng không chuẩn, cái thân năm năm trước nó cũng thắt kiểu này. Thân năm nay cũng thắt kiểu này. Thân năm trước nữa ra đây. Đấy, đây một số cái nó gãy này. Cái này đây nó cũng có một cái mầm kiểu gì đấy không biết. Không biết phải của nó hay là của một gốc khác. Đây này, nó có một cái thân đây nữa này. Nên của cái này. Hình như đây là hai gốc hay một gốc không biết. Đấy, cái hình này là 450.000, cái thân này của nó dài cũng phải 50 cm. 1 gang, 2 gang, 3 gang nó phải 60 cm. Đấy thì nó có một cái thân ngắn ngắn này nữa này. Nhìn không biết kỹ không. Còn cái thân này cũ của nó gãy này các bạn. Một số thân gãy thì tôi nói là gãy này, không giao bạn này. Còn cái thân này của nó thì nó không được gì. Đấy, gốc rễ của nó đây. Tôi quay kỹ các bạn nhìn. Mấy thân nó lủng lẳng lủng này. Đấy, thì các bạn nhìn kỹ thì bạn nào ưng thì siêu tầm. Đấy, cái này là 450.000. Sang tiếp theo thì cái này tôi thi thoảng sưu tầm cái này gọi là hoàng phi hạc, tức là theo người ta nói là nó nở ra ngoài Tết thì có mấy cái rề con này thì tôi chia sẻ. Cái này là 200.000. Hình năm là 200.000. Đây cái thân nó nhỏ nhỏ nhỏ, đây cái tôi cũng không phân biệt được cái nào là mầm tơ mầm mầm gốc. Đây cái này nó thân nó to, cái này nó cái này của nó được hơn 20 cm. Thì không biết là cái này thì nếu bạn nào sưu tầm thì không biết là gửi chậm hay gửi nhanh, thì đấy cũng theo ấy. Cái này thân nó rất to này các bạn, nó to ngón tay cái. Đấy là một rề, cái này có ba rề. Cái rề thứ hai là nó có hai thân này. Thì thấy người ta nói là cái này nó nở vào Tết chứ tôi cũng chưa chơi cái này. Bây giờ cũng cứ sưu tầm mấy cái chia sẻ với bạn nào ưng này. Cái này nó có hai mầm tơ đấy. À, hai cái mầm này là nó còn lá này, ba mầm lá này nó vàng mất rồi này. Thì không biết là cái nào là tơ cái nào không, tôi cứ quay này. Còn cái này thì nó nhiều thân đấy, các bạn thấy chưa, cái này rất to, cái này thì được khoảng 30 cm. Đấy, nó mấy thân nó độc cục, tôi quay cho các bạn xem. Cái này có lá, cái này có lá. Cái này gọi là hoàng phi hạc, tức là người ta nói là nó nở hoa vào Tết. Đấy, ba rề này là 200.000. Đấy. Thì còn cái này thì gọi là hoàng lan hay hoàng lạc đấy, cái thân nó rất to. Thì cái này nó hai cục này tảng này để về cái này trồng một giò cũng rất là tuyệt vời, các bạn thấy không? Cái cọng hoa năm ngoái của nó đây, cái này chắc nó cái hoa của nó ra như cái kiều kiều hoặc sơn thủy tiên đấy. Như cái này thân nó tròn mà các bạn thấy to lắm, một nắm tay. Cái này thì nó dài được khoảng 30 cm, cái dài nhất của nó đấy, các bạn thấy nó bóc thành một tảng này rất là to. Cái này sưu tầm như cái này thì chắc là nó nở hoa không biết dịp nào, to các bạn nhìn to. Ui, cái này không khéo nó non non là sao ăn được đây. Hình như đợt tôi thấy mà anh nào quay nên là sao ăn, rồi còn cái linh tinh là người ta cắt bớt à. Đấy, nó là mấy thân đấy, cái này lá đây, tức là ba thân bốn thân còn lá cái này ấy. Như những cái này nó có cẳng hoa đây, đấy nó có hai rề, còn một cái rề bên này thì nó chỉ có hai cái thân này đấy, lá nó này. Những cái này nó gặp dọc gãy là cắt hết đấy, nó có hai cái cục này nữa đây. Đấy thì một cái này đấy, các bạn nhìn cái này gọi là hoàng
thì mấy cô đồng bào cũng gọi là hoàng lan, nhưng mà hình như nó gọi là hoàng hoàng lạc hay là cái gì đấy. Thì thân nó cũng giống như như kiều, rất là kiều hoặc sơn thủy tiên ấy, nhưng mà nơi nào gọi thì cái này hình 6 là 200.000. Để bạn nào sưu tầm thì nhắn tin vào số điện thoại tôi 0965 895 207. Tôi sẽ chạy ở phần đầu video. Video này đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.